Rồi chào anh em, đây là một cái máy ảnh nhỏ gọn của Sony. Thì cái này là cái RX 100 Mark 7, là cái máy ảnh compact mới nhất của Sony. Sony họ vẫn có rất là nhiều dòng máy, từ DSLR, máy mirrorless, full frame cho đến các cái máy RAW 1.5 như là dòng Alpha 6 gì đấy. Và có một cái dòng nhỏ compact như thế này, và họ nhét vào trong này rất là nhiều cái công nghệ mới nhất của họ. Thì cái RX 100 Mark 7 này, Sony định vị cái này là một cái máy compact dành cho những người chụp hình chuyên nghiệp, những người yêu thích công nghệ và những cái tính năng mới nhất về công nghệ hình ảnh của Sony. Cụ thể là gì? Thứ nhất là trong cái máy ảnh thì cái con tim của máy ảnh đó là cái cảm biến. Thì cái cảm biến của cái máy ảnh này thuộc cái dòng này thì nó nhỏ có một inch thôi, nhưng mà nó là công nghệ nó gọi là CMOS Touch. Có nghĩa là cái cảm biến nó rất là nhiều lớp và có độ phân giải là 20 chấm. Đó, rất là lớn. Và cùng với cái tấm cảm biến đó là cái chip xử lý. Sony đã đưa cái chip xử lý phiên bản mới nhất mà họ dùng cho cái dòng máy cao cấp A9, đó là Vision X. Thì với cái con chip đó điều khiển cả một cái máy ảnh lớn với rất là nhiều cái năng lực để mà phục vụ cho cái hiệu suất chụp cao. Và họ đã đưa vào trong cái máy nhỏ này để điều khiển được như là xử lý về mặt hình ảnh cho cái compact RX 100 Mark 7 này rất là mạnh. Rồi thứ ba nữa là cái ống kính. Thì ở đây chúng ta mua một cái máy ảnh nhỏ như thế này thôi thì chúng ta có được một cái ống kính của Z T sao, và có một cái dải tiêu cự rất là dài, đó là từ 24 đến 200, với độ mở là 2.8 đến 4.5. thì cái ống kính này rất là đáng giá, và mình nghĩ với một cái dải tiêu cự và với cái độ mở của khẩu độ đó thì chúng ta không phải trả rất là nhiều tiền cho cái hệ thống ống kính này. Như vậy thì từ cái công nghệ cảm biến mới nhất, cái chip xử lý cho đến một cái ống kính như vậy, đó là ba cái phần quan trọng của một cái máy ảnh nhỏ mình thấy cầm tay như thế này thôi là rất là đã mạnh mẽ rồi. Và ngoài ra thì những cái công nghệ mới như là chúng ta đã hay nói rất là nhiều, đó là cái khả năng lấy nét mới nhất của Sony chạy trên tất cả các dòng máy cao cấp, thì đó là cái real time tracking và real time AF. Có nghĩa là gì? Là real time tracking là khi chúng ta lấy nét thì nó theo giờ thời gian thực, chúng ta chụp ảnh thể thao, chụp ảnh chuyển động, thì khi mà nó đã bám nét được vào cái chủ thể rồi thì nó cứ theo như vậy, và chúng ta yên tâm là khi chúng ta bấm máy chụp nó sẽ không mất cái khoảnh khắc dù cho vật thể chuyển động rất là nhanh. Còn cái real time AF thì ở đây chúng ta thấy là nó vừa có thể là lấy nét trong thời gian thực cả về mắt người cũng như là mắt động vật nữa, và thêm một cái nữa là cái máy này có thể quay video 4K, và cái real time AF đó nó vẫn ứng dụng được trong khi chúng ta quay video. Thì quay video là ảnh động thì các cái chủ thể cũng như là nhân vật chúng ta nó đi di chuyển, thì cái tính năng real time AF đó vẫn hoạt động trên cái video 4K. Đó là một cái rất là hay. Như vậy thì với cái hệ thống lấy nét mà Sony gọi là High Bridge AF thì nó có một cái tốc độ lấy nét rất là nhanh, mà theo như các cái đo lường thì là 0.02 giây, tức là thời gian nó rất là nhanh, và nó khác biệt với lại cái cách lấy nét thông thường của các hệ thống máy ảnh khác là theo kiểu contrast AF, có nghĩa là lấy nét theo đo về cái mặt tương phản ánh sáng trên cái chủ thể. Còn cái này là High Bridge AF thì nó phục vụ cho cái chuyện là cùng với cái sức mạnh của về vật lý, về phần cứng, thì cái phần mềm nó cũng hỗ trợ làm cho cái máy ảnh rất là mạnh mẽ. Thì ngoài những cái mình vừa mới chia sẻ đó ra thì là cái máy này chúng ta có thể chụp liên tục 20 frame trên một giây, một cái lượng ảnh rất là nhiều trong một giây như vậy. Và trong khi mình chụp 20 frame trên một giây rất là nhanh như vậy thì trên cái máy ảnh này chúng ta thấy là nó không có cái chớp đen á, giống như kiểu là giữa tấm này với tấm kia chúng ta thấy có một cái khoảng đen như vậy, chụp liên tục gần như là chúng ta không cảm nhận được với một cái tốc độ mà chụp liên tục nó nhanh như vậy. Và nếu mà burst thì nó lên đến 90 frame. Đó thì là ở trong một cái máy nhỏ nhỏ như thế này thôi, Sony đã đưa gần như rất là nhiều công nghệ của các cái dòng máy cao cấp vào trong cái máy nhỏ gọn như thế này. Đó. Rồi khi mà đi trải nghiệm thì mình thấy là một cái máy nhỏ như thế này thôi thì ở đây anh em thấy là thứ nhất phía trước chúng ta có một cái ống kính. Đó, nó nếu mà chúng ta mở ở tiêu cự 200 thì nó ra như thế này. Đó. Còn 24 thì như thế này. Cũng
đó, rất cũng là gọn, nhỏ gọn đó. Thì về mặt thiết kế thì anh em thấy là nhỏ gọn nhẹ, bỏ được trong cái túi của mình, thậm chí là túi áo. Đây mình bỏ thử, anh em thích đeo dây thì đeo dây, nhưng mà mình thích là bỏ vào túi áo hay túi quần hay là nhỏ gọn như thế này thôi. Và ở đây chúng ta có một cái viewfinder, có nghĩa là có rất là nhiều người thích ngắm ha, ngắm bằng viewfinder. Thì khi mà ngắm vào viewfinder như thế này á, một cái máy compact mà có cái viewfinder này, thì khi chúng ta ngắm vào trong kính thì gần như là mắt nhìn của chúng ta chỉ tập trung vô trong cái khung hình thôi. Chúng ta không bị phân tâm, giống như nếu mà chụp LCD ở bên ngoài thì chúng ta dễ bị phân tâm ở bởi những cái xung quanh, nó tác động vào trong cái sự tập trung của chúng ta để chúng ta bố cục khung hình. Ở cái viewfinder như thế này rất là hay. Chúng ta chỉ cần bấm nút cái là nó nhảy lên, không thích nữa thì bấm xuống. Đó, trên này cũng có một cái flat cock đó. Cái flat cock này á, mình đã thử rồi. Khi mà chúng ta zoom ra ở tiêu cự dài nhất là 200 á, thì nó đánh vào trong cái đối tượng, nó không có bị vướng ở trên cái đầu của ống kính. Đó, theo thiết kế như thế này thì nó là cái mà rất là tinh tế khi mà một nhà sản xuất họ tính đến cái đó. Rồi, về cái LCD thì ở đây chúng ta thấy nó lật 180 độ. Để chi, mình cũng đã lật thử. Ví dụ như là chụp ở trên cao, chúng ta có thể nhìn một cái màn hình, một cái màn hình như thế này, hoặc là chúng ta nhìn ngang, hoặc là ở bất cứ một cái góc độ nào mắt chúng ta cũng có thể làm chủ được cái frame, cái khung hình của chúng ta hết. Đó, cao thấp hay là sát mặt đất hay là bất cứ như nào, hoặc là đứng trước đám đông chúng ta dơ lên trên cao, chúng ta chụp xuyên qua đầu người khác và chúng ta vẫn có thể selfie đó. Selfie như thế này vì chính mình đó. Rồi, cái này á, là ngoài cái chuyện mà phục vụ cho chuyện chụp quay video thì chúng ta cũng có thể là thực hiện một công việc livestream hay là trong một cái sự kiện nào đó có hình ảnh của chính mình đó, như rất là hay và nhẹ, rất là dễ thao tác. LCD. Thêm một cái tính năng nó hữu dụng trong thực tế nữa, đó là cái khả năng chống rung của cái RX100 Mark 7 này. Nó lên đến 4 stop, có nghĩa là ở khoảng thiếu sáng 4 khẩu thì cái khả năng chống rung hiệu quả. Và anh em biết là khi mà chúng ta chụp toàn một cái dải tiêu cự 200 á, ở một cái máy ảnh bình thường không có khả năng chống rung, thì mà nó là nhẹ nữa thì chúng ta rất là dễ bị tác động, đứng ngoài gió chẳng hạn, hay là đứng trên cầu, cái cầu đó nó rung rung bởi xe chạy hay là di chuyển, hay là thậm chí là cái tay của chúng ta cũng có một cái mức độ rung. Thì cái máy này càng nhẹ thì nó càng dễ bị tác động bởi những cái rung động đó. Thì với cái dải chống rung hiệu quả của cái máy này là 4 khẩu, mình thấy rất là ok trong cái việc kể cả khi chụp và cũng cả khi quay video. Rồi, còn thêm nữa chưa hết, đó là cái máy này dĩ nhiên Sony là tất cả các máy mà mirrorless cũng như là cái dòng nhỏ nhỏ này của anh em thì vấn đề pin nó cũng không còn là vấn đề lo lắng. Chúng ta có thể sạc qua cái cổng USB nhỏ nhỏ ở đây, sạc rất là nhanh ha. Và ở đây họ có một cái cổng nữa, chúng ta có thể xài cái micro ở ngoài để chúng ta tránh những cái chuyển động khi mà ống kính thọ ra thuộc vô hay là gì đấy. Chúng ta dùng một cái mic nhỏ nhỏ bên ngoài để ghi âm khi chúng ta quay video hiệu quả hơn. Sony họ có thêm một cái chân đế nhỏ nhỏ này cũng của Sony luôn. Khi mà chúng ta, mình thích dùng cái này lắm. Đây, vặn nó vào như thế này, nó lấy nguồn từ trên cái máy ha. Thì khi mà chúng ta có thể là đặt cái này ở một cái vị trí trên cái bàn hay là gì đó, thì nó có cái chân đế nhỏ nhỏ như thế này đó. Hôm trước tinh tế cũng đã trên tay rồi. Ở đây nó đơn giản lắm, chỉ có 3 nút thôi. Một nút để chúng ta bấm ở đây chụp hình, một nút để quay video, một nút để chúng ta zoom ống kính. Chúng ta cầm như thế này đó, bấm chụp. Rồi, một cái máy compact nhỏ bọn túi và Sony đã đưa vào trong này gần như tất cả những cái sức mạnh của một cái máy ảnh lớn của họ về cấu hình, về phần cứng cũng như là về phần mềm xử lý, và nhất là những cái real time tracking hay là real time AF rất là hay vô cái máy ảnh nhỏ này. Và Sony họ định vị cái máy này là dành cho những người thích chụp hình, những người chụp hình chuyên nghiệp, những người thích đa dạng, chụp nhiều chủ đề ảnh nhưng mà cần một cái máy nhỏ và đủ sức mạnh để người ta thực hiện được, và người ta yên tâm là người ta có hình ảnh, có video đủ xài. Đây cũng là một cái máy trong cái dịp cuối năm này anh em có thể tham khảo ha. Và dĩ nhiên là tiền nào của đó